Hôm nay thì Tiên đang đi dạo vòng vòng và có đi ngang qua một nhà bạn cũng không thân lắm, cũng hơi thân đó mọi người, nên là quyết định hôm nay đột nhập nhà để làm cái house tour. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng Tiên khám phá house tour của nhà một người bạn cũng bình thường thôi, không thân lắm của Tiên nha. Alo ạ. Ủa? Chị? Chị em hỏi chị phải chị Sơn không ạ? À? Wow. Wow, bấm nút đồ. Dữ gì chị? Thì mọi người, hôm nay thì Tiên quyết định là đột nhập nhà với Sơn nha mọi người. Tiên muốn bắt khoảnh khắc này để Tiên quay trước cho mọi người, để Tiên biết là bây giờ nhà còn đang rất là bừa bộn, cho nên là đây sẽ là một cái video mà dọn nhà cùng Sơn nha mọi người. Dạ em chào chị. Không có xấu. Trời ơi, cái bàn quá là không có gọn gàng. Đang ăn Nguyên Hoa, Nguyên ăn nữa, cho nên là đợi Nguyên. Thì đây là cái đây là nhà Tiên đúng không mọi người? Hàng xóm. Hàng xóm. Nè, cái tủ lạnh. Tủ lạnh. Mở. Đây là cái tivi nè mọi người. Mở tủ lạnh ra đi. Thôi mở tủ lạnh rồi. Mở tủ lạnh ra nha. Mở ra nè. Ghê trời ơi ơi. Rớt cho má. Hồi sao rớt vậy đừng có phá đâu. Đó, Tiên là Tiên thấy này rất là hay luôn nè. Đó. Thì cái hay của nhà xe đó là có thang máy mọi người ơi. Đúng vậy. Đâu vậy? 1 triệu. Mày vẽ hả? Không có, chết là vẽ. Ủa dễ thương vậy? Trời ơi. Nhìn là thấy đẹp hơn mày rồi, dễ đẹp hơn mày rồi. Đâu? Đâu? Mọi người thông cảm nha, nhà Sen đang dọn cho nên là còn hơi bừa một chút. Em sẽ mất một cái cục này rồi. Ghê vậy trời. Vẽ đâu vậy? Vẽ ở Here Flower em hay sao? Đó là chỉ mình vẽ tranh. Ghê vậy trời mọi người, tham khảo tranh Sen vẽ nha. Bán đấu giá này tầm 250 nha mọi người. Đây là cái tủ lạnh nè. À không, đây là cái tivi. Cái tivi. Đó, xong rồi đây sẽ là cái bừa lắm mọi người. Thôi bây giờ mình đi lên đi. Mình đi lên đi. Thì mình có cái thang máy ở đây nè mọi người. Đó, có cái thang máy. Đi bộ hả? Ok, mình đi bộ lên 1 tầng đi. Rồi, đây sẽ là một cái tầng lửng. Thì cái tầng lửng này á, mọi người sẽ nhìn được ở phía dưới. Thật sự là đây là còn rất là mới. Cho nên là hôm nay Tiên là người đầu tiên qua đây và cũng làm ghê vậy. CEO. CEO. Chị CEO đúng không? Chị đang dạo này chị công việc sao ạ? Alo gì vậy chị? Ủa, CEO gì kỳ vậy chị? Thì đây mọi người, đây mọi người có thể thấy là trên này có thể nhìn xuống. Đó, nhìn xuống nãy bàn ăn của tụi mình đó. Hơi bừa một chút. Rồi, nhưng mà cái phòng này nó gọn nè bé. Phòng này ok nè bé. Cái phòng này ok nè. Cái phòng này lên hình đẹp đó. Đó, có một cái chỗ để ví dụ như CEO mà trà đĩa hơi mệt đó thì mình ngồi đây mình ngủ. Đó, trà đĩa hơi mệt thì mình ngồi đây mình ngủ. Dưới vật nhưng mà vậy nằm ngang được. Nằm ra vậy được. Đúng không? Đó. Xong, ở bên này mình sẽ có một cái ghế massage. Đúng rồi. Khi mà CEO ngủ mệt rồi thì hơi bị đau lưng. CEO đau lưng thì mình qua đây mình massage. Đúng rồi, chính xác. Thì thôi tôi đưa 500 triệu mình massage cho tao nha. Ok, tiếp. Thì tầng 2 sẽ là tầng ba mẹ của Sen, cho nên Tiên sẽ không có quay. Bây giờ Tiên sẽ lên phòng Sen và Tiên quay nha mọi người. Tụi mình á, hôm nay không ai make up cả. Nhìn rất là ghê. Nhìn rất là ghê, mọi người thông cảm nha. Nhưng mà tại vì hôm nay không có tính là quay á, cho nên là không có chuẩn bị sẵn trước cái gì hết á, nên là thấy là quay thôi mọi người, ngẫu hứng nên là quay thôi. Nên là bây giờ tụi mình sẽ đi lên lầu 3 để bắt đầu làm một cái room tour của chị Sơn nha mọi người nha. Chào mừng mọi người đến lên phòng của Sơn. Đi qua đi, quẹo đi. Đó, quẹo đi, ok nè. Rồi, quẹo đây ok nè. Đó, thì ở đây là có một cái tủ walk-in closet với lại cái cái bàn make up. Thì ở đây sẽ có một cái gương, mọi người sẽ thấy cái gương. Trời ơi, cái toilet rất là bự nha mọi người. Tiên hơi hết hồn á. Vô đây mình có thể ngủ được tầm 100 người trong này. Thì mọi người có muốn mà ai không có nhà mà không có chỗ, Sen host hết, Sen sẽ ok, Sen sẽ cho mọi người qua. Đó, trong này tầm 150 nữa. Đó, mà bây giờ đang hơi vừa cho mọi người đó. Đây là cái walk-in closet nè. Thì sau này nếu mà có cái dịp mà phòng hoàn thiện hơn thì Tiên sẽ qua Tiên quay nha. Nhưng mà thật ra là Sen cũng không có định làm một cái house tour. Tiên kêu Sen làm luôn, Sen nói Sen lười. Nên là Tiên sẽ làm giúp Sen. Ủa đây còn đèn nữa chứ hả? Ở cho nó sáng thôi. Đó, đúng rồi. Đó. Đó mọi người. Wow. Đây có cái nút nè. Đó, mình trà đĩa tiếp. Có nghĩa là mình sẽ trà đĩa ở tầng 1. Chưa đủ thì mình lên tầng 3. Lên tầng 3 tiếp. Đó mọi người, sương cái phòng Sen. Khúc này thì nó hơi bừa nên là Tiên sẽ quay cao hơn chút để không thấy cái sự bừa ở đây. Đó, đây là cái giường nè. Đó, rồi xong rồi đây sẽ là cái view ở bên ngoài. Đây. Đó, bên ngoài. Rồi bây giờ mình còn tận trên lầu, mình không lên được hả? Trên lầu là một cái sân golf đó mọi người. Trên lầu là một cái sân golf nhỏ. À, trên này là cái phòng gym mọi người. Là Sen người hay tập gym trên này. Trà đĩa xong mệt thì lên tập gym. Mày bảo cái đồng này hợp đó Sen. Hợp, làm đi, đạp đi. Được rồi, đúng rồi. Đó, vô. Trời ơi, dữ gì bé. Dữ gì trời. Ôi, tao muốn chơi golf. Tao nghĩ mày leo cửa sổ ra được. Chừng nào? Mày ác với tao quá vậy. Mày Tiên leo ra Tiên. Đây mọi người. Thôi mình rảnh quá đi. Leo ra đi đánh nữa. Mày có gậy golf ở dưới á. Đó. Trong này mình có thể quẩy đi mọi người. Rồi, nhưng mày đứng là một cái hộp đen nhỏ rồi. Ok quá trời. Bây giờ mọi người ơi. Bây giờ thì ok, để bắn địa chỉ coi. Địa chỉ là kìa. Tới rồi, lẹ lên. Có ai tới kìa. Ta-da. Có người tới rồi mọi người ơi, khách tới mọi người. Nãy giờ đi quay. Trời, chưa có dọn đâu, messy lắm. Nhưng mà ăn đi. Mua cho Sen cái này tại Sen không có tắm nha mọi người. À, body wipes đó hả? Ở Muji. Không có tắm á thì lau người. Sao nghe kỳ vậy Sen? Nhà cũng đẹp lắm mà. Ok mọi người, vậy là đã hết video house tour lần này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.